Mẹ cô à? Chào cô, đi chào ra. cô. Đi ra ca nào bà nhá đi. Chào cô. Chào cô đi. Ôi, la chào lên cô. Sao? Chào cô. Rồi, có nghe cô cô nói ơi. à? Có nghe thấy tiếng cô không? Ủa ai bỏ? Mình có nghe thấy tiếng cô không? Dạ, con nghe thấy rồi. Con nói gì cô? Chào, chào cô. Hello. Dạ. How are you today, Thành? How are you? Good. Okay. What's the weather like today? It's hot. It's still hot. Do you want to ask something about me? Do you want to ask me some questions? Bình thường cô toàn hỏi mình rồi, bây giờ mình hỏi cô nào. What the weather? À, thời tiết hỏi sao nhỉ? What's the weather? What's the weather like? Like. Ở chỗ cô thì nói sao? Chỗ cô hả? In, ví dụ chỗ mình là in my place, vậy chỗ cô là gì? In my place là chỗ con đó hả? Con nói chuyện với cô thì con là ai, còn cô là gì? Cô là do. You are, cho nên mình phải hỏi là what's the weather like in your place? Đúng không? Dạ. Nào hỏi lại nào. What's the weather like in your gì? Yeah. Your place. Okay, today is cold and rainy. Trời có mưa. Bây giờ thì hết rồi nhưng mà nó vẫn còn lạnh lắm. Now, we move to lesson 4 of unit 17. One hand. Lesson 4. The first one, we're gonna review the structure we learned. Huh. Chúng ta sẽ ôn lại nha. The first is, what is the price of, or what are the prices of? And we can answer, is, or they are. How much does this cost? How much do they cost? Okay. Now, tell me, what is the price of your... Okay, sorry. What are the prices of your shot? They are shot. How many? What are the prices of your shot? Of your shot? Câu hỏi, giá của cái gì nhỉ? Giá của đôi vợ. Of the cái đó short cơ chứ không phải là sock. Short cái quần gì? Cái quần đùi. Rồi, they are, they are gì? Trả lời phải they are cộng với giá chứ. They are 100 đồng. Okay. And how much does your jacket cost? How much does your jacket cost? Jacket. It cost. Hỏi giá. It cost how much? Hai trăm năm mươi nghìn. It cost 250. Sao?
Hả cô? 250 gì nữa? 250 thôi còn sao rồi. 250,000 dong, okay? Now, you choose the right answer for each question. Okay? Con sẽ... Ừ, con cài chân đáp án đúng cho cô nha. Và sau đó mình sẽ đọc câu nha. Khoanh cũng được, mà mình cài chân cho nó dễ nhìn. What I want to some food. So I want to buy some food. Food là I like to go to there. Food là đồ ăn. Can I? My uncle driver a bus. Drives a bus. He is a driver. Okay. He is a driver. On hot days, I wear what? Trời gặp khó rồi. Cái gì đâu mà khó nè. On hot night, I wear hot day là gì? Là trời nóng. Ừ, trời nóng thì mình mặc gì cho hợp lý nào? Xem đấy có những cái gì. Ở đấy nó có rất là vô sự chọn. Áo khoác thì mặc càng nóng lên. Đúng rồi. Chỉ có thể lạnh thì mới mặc áo khoác thôi. Còn coat, áo mưa. Có áo mưa đâu. Raincoat mới là áo mưa. Cái đó là gì? Là cái áo. Áo. Coat là cái áo. Áo choàng. Ừ. Coat là cái áo choàng. Áo choàng. Áo choàng thì không được. Ừ. Top. Scarf. Scarf là cái gì? Hả? Là cái quần. No. Cái gì? Con lại hỏi lại cô. Scarf. Cái dây chuyền. Cái khăn. Khăn. Ừ. Trời nóng mà có đi quàng khăn không? Không. Ừ, vậy thì là t-shirt. Ok, yes, đúng rồi. Okay. Out thun. Con chuẩn luôn đó. Number 4. My father's. À, gì đó. My father. 5 giờ sáng. 5 rưỡi. Làm gì? 5 giờ sáng. You sure? 5 rưỡi. Không phải 5 giờ. 5 giờ chiều. Ừ, 5 giờ chiều thì làm gì trong những cái hành động đó? 5 giờ chiều. Wow, đi ăn sáng. Đi ăn sáng là không phải. Đi ăn sáng vào 5 giờ chiều không? Go home ở nhà. Go home. Đi về go. Nhà. Have dinner. Go home. Ui, khó không chứ. Cái này gặp nó. Có gì đâu mà khó. Rồi cô. Gặp lại cô.
Tiếp tục là câu số 5, 6, 7 đi. Mình có 10 câu mà. Tiếp mà. Teacher này. Cái câu ở. Winter là gì cô? Winter. Winter là mùa đông. Mình học rồi mà, mùa xuân là gì nhỉ? Spring. Spring. Mùa hè là summer, mùa thu là fall hoặc là autumn, còn mùa đông là winter. Đây là vào ngày Noel. Đây là vào ngày Noel. Noel thì đúng không? Đúng rồi, Noel. Thì phải chọn này. It's fun for many children. Con để ý câu của nó nha. Cái ngày nào đó là it's fun for many children. Là ngày Giáng sinh. Winter là mùa mà. Dạ. Ngày Giáng sinh là gì? Ngày Giáng sinh là Christmas. Cái đó có phải Christmas không? Biết rồi. Sao mình lại liên tưởng từ winter sang Christmas mà? Nếu mà nó viết Christmas thì con có thể hoài. Nhưng mà nếu mà con nó không viết thì mình cứ tính là winter thôi chứ. Ôi, xóa đi cô, xóa cho con đi. Thế con phải nhờ cô như thế nào thì cô mới xóa nữa. Cô ơi, xóa cho con. Cô ơi, cô xóa giúp con với. Nha. Đến nào rồi thì he is thirsty. Thirsty. Thirsty, thirsty. Thirsty là gì? Thirsty là 30. Chứ không, thirsty mà, có phải là thirsty đâu. Thirsty. Không phải. Là thứ 30. No. You are hungry. You need to eat something. You are thirsty. Hungry. Hungry. Thirsty. Hai cái này nó hay đi cùng với nhau. Hungry thì con biết rồi. Hungry. Nhưng mà cái này không phải là hungry. Hungry là đói nhưng ở đây là thirsty. Thirsty nhưng mà là đói. No, thirsty là thirsty, mà hungry là hungry. Ủa, thirsty là gì? Đấy, cô đang gợi ý cho mình nhé. For example, well, when you do have to do a lot of things and the weather is so hot, you're gonna feel thirsty. Thirsty. When you have to do a lot of work, when you do exercise, and the weather is hot, you feel thirsty. Hey, it's up to you. Thirsty là nằm ở đánh nhà. Nãy gì? Thirsty nãy gì? Rồi làm những câu dưới trước đi. Con chuẩn bị. Chị đã bảo là cô bạn làm những câu dưới trước đi đã. Tạm thời chưa nghĩ ra thì mình sẽ để câu đấy làm sao ha. Teacher đấy là con biết giải là dưới là cái gì? My brother is short and short là thấp. Yep. Short thấp. Thấp thì có gì nữa? Line là bỏ. Line là bỏ đi rồi. Long là tóc. Tóc ngắn. Đúng không cô? Long tóc dài. Thì bỏ hai cái đi. Còn tone là cao. Nhưng mà cái này là thấp mà.
Hiện nay là pháp. Pháp là gì? Pháp là quá là bỏ qua. Hết là bỏ qua đúng không cô? Học hết rồi nha. Như là phá nã gì? Phát mà nhớ là chưa học. Học rồi. Học như đi mãi. Con không nhớ nhúc rồi. Giờ thì con cô nhớ phải... chưa? Con nhớ mà chưa? Number 7, Teacher's Day. Teacher's Day là ngày gì? Teacher's Day này là ngày nhà giáo Việt Nam. Là ngày bao nhiêu? Là ngày 30 tháng 6. Không phải. Thật đó hả thầy? Mùng 8 tháng 3. Chào. Mùng 8 tháng 3 vào trong là chẳng có mùng 8 tháng 3. Thế thì nó không phải là mùng 8 tháng 3 rồi. Hai năm tháng mười. Thôi con tự làm đi. Không, cô nữa. Nào làm tiếp câu 9 nào. Ngày bút tư. Câu 9. Ôi. Mai mười. Bút ở. My favorite fruit là are... kẹo hoàng ngọt. Rồi cậu ngọt. Chị. Là bây giờ mai bao giờ ghé ăn chủ cụ này là giờ ghé ăn chào con. Em thang là quý vợ mà cho my mother get up to cook hả? Vợ em dạy như gì? Mẹ tôi dạy như thế nào để mà có thể nấu bữa sáng? Sao cơ? Sao mấy cơ? Xóa đen luôn vậy. Con nhớ mà. Okay. The first one. I want to buy some food, so I like to go to the food store. Chính xác. Tôi muốn mua đồ ăn thì tôi đã đến tới tiệm bán quần đồ ăn. My uncle drives a bus. He is a bus driver. Good. On hot days, I wear t-shirt. Goes home. She is thirsty. She wants something to drink. She, vậy là thirsty là bị gì đây? Number 6. She wants something to drink. Cô ấy khát. Cho nên cô ấy cần phải uống một cái gì đó. Number 7. Ngày nhà giáo Việt Nam là ngày? Ngày 3 tháng 11. My brother is short and fat. And con fat. Được là ngày 25 tháng 11. No, không có ngày đó nha. And fat là và gì đây? Anh trai tôi vừa thấp mà vừa gì? Vừa mập. Vừa mập. My favorite foods are beef. Tại vì tất cả những cái khác đều là drink hết, không có nào food. My mother's get up early to cook breakfast. Mẹ tôi thì phải, mẹ tôi dậy sớm để nấu bữa sáng. Early. Early. Còn muộn là gì?
Yes, đúng mấy câu luôn. Nào, thế không, bây giờ sớm là early và em muộn là gì? Đúng một câu, hai câu, ba câu, bốn câu. Anh ơi. Năm câu, sáu câu. Dạ cô. Ừ, early là sớm, vậy muộn là gì? Hả? Early là gì? Sớm, vậy muộn là gì? Muộn là... Early là... Muộn là gì? Cô đang đọc ở đâu hết cô? Cô đang hỏi con đấy. Muộn là... Muộn... Con cũng có thể tìm thấy ở trong này luôn. Cô sẽ nói gì hết luôn. Xem cái này được. Không, cô chỉ cho con 3 lần nữa là... thôi. Tối đa thôi. Tactile. Không, cô. Cái gì con đọc cái chỗ nào á? Con đọc cái câu 1 đấy. Dưới số 1 đấy. No. Sớm là early, còn muộn là bên tay trái của chữ early. Late. Ok. Nào, tiếp tục từ câu 11 tới câu 21. À 20. Cái này con đâu phải viết đâu. Sướng thế gì nữa? Hay là thích viết? Câu 1 đến câu 10, bây giờ câu 11 đến câu 20. Thế Thành bây giờ Thành thích viết viết chữ hay là thích gạch chân như thế này? Gạch chân. À vậy thì gạch đi. What vision is the tan tan. What firework display? Đúng câu 1 đúng. Chắc. Feel vừa nó pháo hoa, xem pháo hoa mà. Firework. Là xem pháo hoa. Ừ. Thì đúng rồi, phải đi vào dịp. Dịp Tết. See, quýt, liều. Cái gì ở Tết? Flower. Flower. She wear new flower last Tết. Wear là gì? Là cái câu chữ khó ở đây. Ruler là đồ dùng học tập, nó không phải. Khi là cái cây cũng không phải luôn. For là cái hộ, là cái, là cái gì ghê nữa, là cái hồ, đúng không cô? Cleaning the gì đó. Now rule là cái thước, trừ là cái cây, bánh chưng là chắc chắn không phải. Thì bây giờ có loại trừ đi. Google là đồ dùng học tập mà không phải. Không cô. Không cô. Đang lau còn, dọn mà. Còn chi là cái cây cũng không phải. Còn là floor. 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 Ừ. Là cái gì đó? Cái gì mà... Cái gì mà... Mình... Ờ, cái sàn nhà ha. Hammock. Hammock là biết rồi. Hammock. Other. Thì đi bây giờ. Is giờ hay là other? Ừ, sao con lại hỏi cô? Ê, số gì số gì là có nhiều giờ. T-shirt là không phải, gặp một cái đi, đúng không cô? T-shirt là không phải. Nên hỏi gì đây? Câu số nào mới là đang hỏi câu 15, đâu phải câu hỏi đâu. Không phải câu hỏi mà con không biết. Là ở đâu? Con đọc lại. Cái gì đó, the cái gì đó is on my feet.
T-shirt. No, no, cái chỗ này phải là are on my feet. Feet là bộ phận nào của cơ thể? Feet. Feet là bộ phận nào? Feet là cái chân. Vậy là O. Sao cô ghi chữ O to? Cô ghi nhỏ hơn cô. Để chưa. Ủa? O sao cho mày chẳng có O cô? Không, O cái gì đó. Ý là người ta biết tiếng sao chỗ này. Bây giờ con chọn đi. Sandals, scarf, sandals, blouse or t-shirt. Sandals là cái gì? Sandals, đọc cho quen nào. Sandals. Ok. My brother like read and drinking milk. Oh. For breakfast. Okay. It's không phải it. Con thấy người ta sử dụng drinking milk thì đó phải là cái gì? Yup. No. Why bother? Why blouse? Blouse. The white blouse is $37,000. I'm sai là bỏ. Còn one là quá khứ là bỏ. Chẳng có cái là quá khứ. Còn is chỉ cần what is talking tham bỏ. Đúng rồi, nên học các loại trừ đi. Đôi khi mình chưa nhớ lắm thì mình chưa nhớ được từ này nhưng mà mình sẽ từ khác. What much? Còn how much nữa cô? Còn này nè. Con đọc giá. Kỹ lại các câu trả lời nha. Đôi khi những câu hỏi nó có câu trả lời đó nha. Dạ. Đọc kỹ nha. Cái là con học rồi. Cô cho bạn thành một phút nữa để xem lại tất cả các câu. Ôi. Cái nào đây? Rồi cô. Xuất hiện câu 1. Chắc chưa? Bắt đầu. Câu 1. Câu 1 đúng đi. Yes. Câu 2 đúng đi. Câu này có phải câu 2 không? Số bao nhiêu? Số 12. No. Yeah. Cô, yeah. Cô ấy mặc làm sao mà mặc khoa lên người được? Cô ấy mặc quần áo mới vào dịp. Dịp Tết ha. Cleaning clothes. Rồi, Lance cleaning the floor. Làm một câu. Làm học một đều rồi. Yeah, đúng. 2-1. How much are your shoes? Yeah, đúng 3-1. There are the sandals as on my feet. 4-1. Đúng tiếp đi. Eating. Yeah, 5-1. Eat. Yes. What color? Tại sao nó có câu trả lời ở đây rồi? It's blue đây mà con không nhìn. Đúng không? Còn nếu ở đây người ta hỏi về giá thì người ta không bao giờ dùng what mà người ta sẽ dùng what price ha. How much? Được chưa? How much? Đúng tiếp này. 72 Those cuffs are $19,000. Sao lại 92 có 9 câu luôn. Có 10 câu mà đòi 92. 9 câu 2 bằng mấy? Bằng 10 hả? Hả? 9 câu 2 bằng mấy? Bằng 10 hả? Ừ. 82. Lần sau phải đếm cho đúng nha.
Now, guess what's behind the box? Từ từ đoán nhanh lên nào, bây giờ đoán nha. Đoán. Con heo. Trời ơi. English, play. Ok, có một tấm thôi. Con biết rồi, một tấm thôi. Nó tự chạy. Bit. A pig. A bit. Next one, còn cái tiếp theo. Hình tiếp theo này. A teddy bear. Now. Okay. Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi. Now. Thành. What number do you choose? Thành, what number do you choose? Chơi trò chơi này. Chọn số, lật hình. You choose number? Con chọn số đi, cô chọn mà. Số 1. Number 1. Questions. Số 1. Excuse me, can I have a... Gì đó, add that t-shirt. Mỗi câu như thế này con sẽ có 10 giây để suy nghĩ ha. 10 giây, 10 seconds, start. Question. No. Excuse me, can I have a look at that t-shirt? Question kìa. Thì con nhìn cho con gửi. Không. Cô đã bảo là điền vào chỗ trống rồi mà. Cô đã bảo là điền vào chỗ trống rồi cơ mà. Còn cô ơi, sao là look? Tôi có thể xem cái áo đấy được không? Can I have a look at that t-shirt? Sao lại không hiểu? Từ này học rồi. Câu này đã học ở trong bài cách đây với chị có 1-2 hôm rồi. Trong bài đọc, khi mà hai bạn đi vào shop đồ mua đồ đấy, con đọc qua rồi mà. Cô cũng giải thích nghĩa rồi. Đó, không thể nào mà không hiểu được, hiểu chưa? Vậy câu số 1 chưa lật được. Next one. Choose another number. Không bấm được. Con đọc đi, cô bảo rồi. Số 8 cô, số 8 gửi bên English, luôn. English. Ây. Ây cái gì? Nói con chọn câu số 8 là sao? Con chọn ây. Không, speak English. Con chọn ơi. Không có nửa anh kiểu Việt như vậy. I A là sao? I choose Number I choose I. Number 8. Okay. Number 8. Here number. Is your questions. What is this? Time start. What is this? Yes, I'm coming. Go see. What is this? What is this? It. Cô sẽ lật lên hả? Không, con trả lời đi. It. Oh, weather. No, it's not the right answer. Đây là cái gì? Đây là cái áo choàng. Đây là cái khăn. Học rồi nha. It's a scarf. Cô là sao? Là cô sao? Chẳng thể trò chơi. Cô thì trong mỗi, cô đã bảo rồi, trong mỗi một câu như thế, bây giờ có một tấm hình. Có 10 số, con sẽ chọn từng câu hỏi. Chọn từng số và mỗi số sẽ một có một câu hỏi và nhiệm vụ của con là trả lời câu hỏi của cô trong vòng 10 giây. Hết 10 giây. Nhưng mà trang là sao?
Hả? 5 là 6. Con đừng có để ý những cái đấy mà con bảo tham. Tham là gì? Tham là giờ. Tham là thời gian, nghĩa là dưới này cô sẽ có 3 mục. 3 mục này là 3 cái dưới này là 3 cái của cô. Đầu tiên khi mà cô Thành có nghe cô nói không? Dạ nghe. Khi mà nói về khi mà mở ra thì đầu tiên cô sẽ mở cho Thành nè. Cô sẽ chọn vào questions, nó sẽ hiện ra câu hỏi của con. Đây. Đây chính là câu hỏi của con. Sau đó cô sẽ tính giờ suy nghĩ cho con thì cô sẽ chọn vào đây. Và sau khi con trả lời thì cô sẽ bấm vào answer để nó hiện ra câu trả lời đúng, để xem là con trả lời đúng hay là sai, con hiểu chưa? Cái đấy là cái của cô. Còn nhiệm vụ của mình là sao? Cô đã nhắc rồi, mình trả lời câu hỏi ở trên này. Ok? Giờ hiểu chưa? Trò này đâu phải lần đầu tiên chơi đâu. Đúng rồi, con lần đầu tiên con chơi. Không, trò này không phải lần đầu tiên con chơi. Con đã từng chơi rồi. Nào, next one. Which? Câu 3 đi. Câu 3 may mắn đi. Nào, nói tiếng Anh làm sao? I 3 là cái gì? Cô không biết. I number 3. Hồi nãy cô đã nói bài cho mình nói rồi. I number 3. Hồi nãy cô bài đã cho mình nói từ chọn là từ gì? Thế nãy cô nghe cô nói từ... không? Có. Thế sao không nhớ? I choose number 3. I choose number 3. Ok. Rồi, bây giờ bắt đầu hiện câu hỏi nha. Questions. Rồi, vậy nhiệm vụ của con nhìn thấy những đoạn này thì có nghĩa là con phải làm bài tập gì đây? Làm bài tập đặt câu hỏi. Không, sắp xếp các câu này, sắp xếp các từ này thành một câu cho đúng. Gợi ý là chúng ta sẽ có thêm hình ở bên phải nha. Ok cơ. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. The pair of a yellow child like 3,500 đồng. Ừ, câu này người ta đánh bị sai cụm rồi đây này. Khổ quá. Bây giờ con xếp lại đi. Bây giờ con xếp lại đi. Xếp lại thì sao? Đây cô cho thêm, cô sẽ cho con thêm một dấu gạch nữa để con có thể sử dụng. Đây chúng ta có thêm một dấu gạch nữa nha. Nào con xếp lại cho cô. Chữ is đó nó không đi cùng với the pair of. Ok. Cô bấm lại ơi, bấm lại thời gian ơi. Ừ. The pair of yellow child is không phải 95,000 đồng. 95,000 đồng chắc không? Y đọc lại câu trả lời cuối cùng một lần nữa cho cô nào, cơ hội cuối cùng của con này. Ý hơi dần đồng kìa cô. Không, ở đấy dòng trên dòng dưới nó khác nhau rồi. Ủa là sao? Nghĩa là hai cái này nó đâu có liền nhau đâu. Hả? À bây giờ có biết biết. Trời ơi nó hai dòng mà sao con kết lại thành một câu được hay vậy? Đọc lại nào again, câu trả lời cuối cùng nè. The pair of yellow child is 95,000 đồng. Rồi cô. Yellow gì? Yellow child. Cái đó là trout hả? Có phải không? Trousers. Trousers.
Okay, let's see. The pair of yellow trousers is $95,000. You have number three. Okay. Go tiếp theo. I choose four. Không phải six. Nói tiếng Anh đầy đủ cho cô này. I choose number six. Six. Okay. Questions. Nhớ nhìn hình nha. What is this? Jean. What? It's Jean. No. Nghĩ cho kỹ. It's Jean. It's Jean. Are you sure? Jean. Now, check. Không có. Cô bị đơ rồi. It is Jean là quần gì? Jean là quần, quần jean. Quần jean nó có màu gì? Jean là quần jean. Cô. Ừ. Nó là màu, màu xanh mà. Còn cái quần này là quần màu nâu và nó là quần tây, cho nên nó là trouser. Rất tiếc câu này con đã trả lời không đúng rồi. Câu số English. I choose number four. You choose number four, đúng không? Cô dở đi. Xin lỗi cô dở. You choose number four. Okay. Câu nào cũng dễ hết á. Questions. Excuse me, how much? Trouser. Nhiệm vụ của mình là tìm. Is trouser. Excuse me, how much is trouser? Đọc lại từ cái quần cho cô. Cô vừa mới dặn bạn đọc thế nào rồi? Trouser. How much is trouser? Chắc chưa? Dạ. Rồi, cô kiểm tra nha. Đọc lại đáp án đúng nè. How, excuse me, how much are there? Are the trouser? Vậy đáp án của mình đúng hay sai? Sai nữa. Sai rồi. Next one. Lần thứ mấy sai mà. Cô phải gạch nút đỏ chứ. Rồi cô gạch bên câu hỏi rồi. Gạch bút nào cũng được. Now next one. It choose I choose five. I choose number five, okay. Questions. What is it? It is. Sorry, what are they? They are five, four, three. They are shoes. No, let's see. Sandals. Ta có thể có hai cái trả lời. They are sandals hoặc là it's a pair of sandals. Hai cái này giống nhau hả cô? Thì nghĩa là đây là những cái sang đan hoặc đây là một đôi sang đan. Hai cách nói cô dạy rồi, a pair of. Còn câu làm nữa hết rồi cô. Look at that. We still have number two and number two. How to say? I chose number two. Okay, you choose number two. Number two. Questions. What is it? Start. Yes, I wear. It is wear.
Đây là cái gì? Đây là cái váy. Không. Sao con biết đây là một cái váy được? Con có nhìn thấy phần dưới đâu. Váy. Đây là một cái áo sơ mi nữ. Con sẽ nhìn rõ. Áo sơ mi phải có nút chứ cô. Nhưng mà cái hình này mình học rồi mà Khánh. Lúc cô dạy cho con từ áo sơ mi nữ là nó là cái hình này luôn. Thế sao lúc đấy con không thắc mắc mà bây giờ con lại thắc mắc? Đúng chưa? Lúc mà mình học cái từ blouse là nó hiện cái hình này luôn. Sao lúc đấy con không hỏi cô luôn? Và bây giờ con lại bảo là con nhìn không kỹ, con nhìn không rõ, con nói đây là cái dress. Như vậy là không có được nha. Mình nhớ nhầm, mình nhớ sai là lỗi của mình. Không phải là do cái hình đâu. Câu cuối cùng. Câu cuối cùng để ông chọn. Tell me, what is it? Ủa sao? Cô ơi sao thời gian trôi kỳ quá à, cô? Sao? Sao hồi nãy mới số 8 bị bay sang số 3 luôn? Nó đếm bình thường mà, con đếm đủ 10 giây là được. Số 8 bay sang số 3 luôn. Thế có trả lời được câu hỏi của cô chưa? Cái này nè. What is it? 5 giây cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1. It's a coat. A jumper. Một cái áo chui đầu nha. Okay, so how many words do you have today? You have just reviewed one. Vậy thì có 8 câu hỏi thì mình đã trả lời sai bao nhiêu câu hỏi rồi? Sai 7 câu hỏi. Rồi, vậy như thế có thực sự là tốt không? Như vậy là có tốt không? Không. Không. Vậy thì bây giờ con nhìn theo một góc như thế này thì con đoán được cái từ khóa của ngày hôm nay là gì chưa? What is it for today? Cái cây chơi quần áo ấy cô. Mình học rồi, mình học những trong những cái từ gần đây thôi. Những cái từ gần đây mình học rồi là cái gì? Cái đầm. The wet. Đó là cái góc con nhìn thấy thôi, còn những cái khác nữa cơ. Còn những cái khác. Ok, rồi, what is your answer? Con đoán xem nào. What is your answer? Bức tranh này sẽ nói về những cái gì? Những cái quần áo. Vậy thì nói sao? Những cái đó gọi là gì? Đó gọi là quần áo chung chung. Thì trong tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh quần áo là shirt. Không phải. Rồi, cô hết giờ với mình rồi nha. Vậy thì bây giờ cô sẽ review luôn cái đáp án của ngày hôm nay. Yeah, this is the picture. And the words of today is Clothes. This one, cái này nhớ nha, là quần áo. Vậy nhiệm vụ của mình là về ôn lại bài thật kỹ vì mình thực sự chưa tốt trong việc trả lời và làm câu bài tập nha. Và Thành nhắc mẹ là gửi bài tập cho cô với cô chưa nhận được bài tập của mình. Dạ. See you. See you.